sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử gần xa đang chương trình online trên Zoom do ban tổ chức các khóa tu và đạo tràng của chùa Pháp Tạng chúng ta thực hiện. Hôm nay là khai giảng cái lớp đầu tiên trong cái mùa dịch, thì quý vị là không có đi học tập trung được thì là chúng ta học lại các cái lớp học như thiền Vipassana chùa Xá Lợi vào tối thứ ba 7 giờ tối, rồi là lớp chủ nhật 1 tháng 1 lần của thiền Vipassana của chùa Pháp Tạng, và cái lớp vào tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu là lớp Phật giáo và đời sống. Thì hôm nay chúng ta có cái buổi đầu tiên á, cái lớp này á thì chúng ta có 70 buổi. Và hôm nay chúng ta có buổi đầu tiên, nhớ quý vị là học thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Quý vị có nghe rõ không? Tức là các cái máy của chúng ta khắp nơi đó, của Phật tử đạo tràng của chùa Pháp Tạng mình đó, đâu quý vị thử lại một lần nữa coi nghe rõ không? Rõ thì thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị về các cái bài giảng. Thì chúng ta sẽ được đăng trên trang YouTube sau một vài ngày, đó là trang YouTube chùa Pháp Tạng, trang YouTube Thích Trí Huệ. Quý vị cứ đi vào ở trong Google, gọi ông ta gõ vào YouTube, mà thường ở dưới quê gọi là YouTube hoặc là YouTube, chúng ta gõ vào trong đó rồi tên cái kênh YouTube là Thích Trí Huệ, thì trong đó có các bài giảng về thiền Vipassana và các cái bài giảng về chuyên tu của Phật giáo. Còn chúng ta gõ vào trang chùa Pháp Tạng thì ở trong đó có các cái bài giảng về Phật giáo và cuộc sống, cũng như là các bài giảng chuyên đề và các cái bài thuốc đông y để trị bệnh bằng cây cỏ xung quanh ta. Rồi trang Pháp Tạng thì trang đó là tổng hợp các cái câu hỏi của quý vị Phật tử gửi đến xa gần. Còn quý vị muốn mà xem lại bằng MP3, MP3 á, thì chúng ta hãy vào trang Thuyết Pháp Thích Trí Huệ thì chúng ta sẽ thấy được cái các cái bài giảng MP3. Thì cái bài đầu tiên á là chúng ta học về lịch sử sơ lược, tức là khái luận về lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái bài này thì ai cũng biết, nhưng mà thầy sẽ nói sơ lược cho quý vị hình dung về Phật giáo, về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và chúng ta nghiên cứu những cái khía cạnh mà chúng ta chưa biết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á thì Ngài là một vị Bồ Tát hộ minh từ cung trời đâu xuất, sanh vào ở tại thành Ca Tỳ La Vệ của Ấn Độ vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Đó là về lịch sử đản sanh của Đức Phật. Tuy nhiên trong lúc đản sanh của Đức Phật á thì có những điều rất là kỳ diệu, thì được ghi nhận lại trong lịch sử Phật. Lịch sử Phật thì có hai cái dòng lịch sử khác nhau, đó là Đức Phật lịch sử và Đức Phật của huyền thoại. Đức Phật lịch sử có nghĩa là có ở thế gian như thế nào thì được ghi chép lại như vậy. Còn Đức Phật huyền thoại thì có nhiều chi tiết mà mang tính là tâm linh và là rất là huyền bí. Thì hai cái nhà sử này đều được trên thế giới công nhận, do đó mà chúng ta
có thể theo cái nguồn tư liệu của lịch sử Đức Phật hay là Đức Phật huyền thoại đều được nha. Nhưng mà nói chung á, là Đức Phật Thích Ca là người tại đất nước Ấn Độ. Mà bây giờ quý vị có sang Ấn Độ, quý vị mới thấy á, là thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa đó là một cái tiểu quốc nhỏ thôi chứ không phải là lớn. Ngày nay á, thì đất nước Ấn Độ được chia ra thành nhiều cái đất nước khác nhau, trong đó có đất nước Nepal và đất nước Ấn Độ. Thì Ca Tỳ La Vệ bây giờ nằm ở phía nước Nepal chứ không phải là của Ấn Độ. Có nghĩa là nơi mà Đức Phật ngày đản sanh đó, thì nơi đó là bây giờ là đất nước Nepal chứ không phải là đất nước Ấn Độ. Nên đó chúng ta viếng thăm thánh tích của Đức Phật, nhất là thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì chúng ta phải đi đến Nepal. Ở đây á, là chúng ta sẽ bay các cái sân bay international á, tức là sân bay quốc tế đó, thì mình có thể đi thẳng tới Nepal luôn chứ không cần qua phải đáp ở Ấn Độ. Nếu chúng ta đáp máy bay ở Ấn Độ á, thì chúng ta phải đi qua cái biên giới, đi qua Nepal. Kỳ đó thầy đi qua Ấn Độ đó thì là mình phải đi qua Nepal bằng con đường biên giới, và mình có phải bắt bo đi qua phía bên đó, và ở phía bên đó thì đất nước khác, do đó cái luật pháp á, hoàn toàn khác. Thành Ca Tỳ La Vệ á, ngày nay á, quý vị chỉ có cái nền gạch thôi chứ không có như ngày xưa cung vàng điện ngọc như hồi xưa nữa. Và là Đức Phật ngày đản sanh không phải ở trong thành Ca Tỳ La Vệ, mà Đức Phật ngày đản sanh ở tại cái khu vườn Lambini. Lambini không phải là khu vườn, mà Lambini đó là giống như một cái kêu bằng một cái thị trấn nhỏ vậy đó, giống như là tiếng Anh gọi là countryside, là một cái thị trấn nhỏ. Cái thị trấn đó được tên đó là Lambini, mà dịch ra tiếng Việt á thì gọi là Lâm Tỳ Ni. Thì ở nơi đó có nhiều cái khu rừng lắm, nhiều khu vườn lắm, nhưng trong đó có một khu vườn mà hoàng hậu Maya bà rất là hài lòng với khu vườn đó. Tại trên đường bà đi về quê mẹ, đi ngang qua khu vườn đó và bà đã ghé vào cái trong Lumbini này, là gọi là Lâm Tỳ Ni đó, và bà đản sanh thái tử ra ở đó. Lúc này chưa thành Phật thì chúng ta chưa được gọi là Đức Phật đâu, mà chúng ta gọi là Bồ Tát. Tại vì một cái vị mà muốn tu thành Phật đó thì phải được ít nhất cũng một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác, một vị La Hán hoặc giả là một vị Bích Chi Phật. Mà ở đây á, là thường là một vị Bích Chi Phật với một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Khi phát tâm thì hai vị này, một trong hai vị này sẽ thọ ký, thọ ký giống như là chứng minh cho mình vậy đó. Thì phải tu trải qua 4 A Tăng Kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp mới thành Phật chánh đẳng chánh giác. Phật chánh đẳng chánh giác á, là một cái vị Phật sau khi thành Phật rồi sẽ đi độ cho vô lượng chúng sanh, thì đó được gọi là Phật chánh đẳng chánh giác. Còn một cái vị Bích Chi Phật đó là sau khi được thọ ký rồi thì cái vị này á, là phải tu 3 A Tăng Kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp thì mới thành là Bích Chi Phật. Bích Chi Phật là không thầy chỉ dạy mà nhìn thấy nhân duyên của thế gian. Có nghĩa là cái này nó sanh ra cái kia sanh ra cái nọ, vì cái gì sanh ra đau khổ, người ta chi ngược hoài lại, ta mới biết nguyên nhân của đau khổ, sẽ tu tập để đoạn trừ cái nguyên nhân của đau khổ đó. Thì cái đó được gọi là độc giác Phật hoặc là Bích Chi Phật. Vị này tu 3 A Tăng Kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Một A Tăng Kỳ kiếp là vô số những đại kiếp, và một đại kiếp là bằng 10 lĩ thừa 140 năm, tức là 10 rồi mình trên cái hàm số mũ đó 140 nữa, thì đó là một đại kiếp. Mà một A Tăng Kỳ kiếp là vô số đại kiếp, nên Đức Phật ngài đã đi trong những nẻo sanh tử luân hồi rất 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 là nhiều kiếp sống khác nhau, ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula đó. Thì tùy vào những cái kiếp sống, mà thường là những vị tu hạnh Parami thì không có đọa vào địa ngục, mà ở các cái cảnh giới khác nhau, không có đọa vào cái đường ác, thường có tu tập thì có phước báo nên ở cảnh giới trên. Như vậy thì thái tử, tức là thái tử được đặt tên là Sĩ Đạt Ta hoặc là Tất Đạt Đa, cái đó là người Việt mình dịch ra tiếng Việt đó. Thì ngài lớn lên và ngài năm 16 tuổi là ngài được cưới vợ và sanh được một người con gọi là
Rahula. Rahula mình dịch ra đó là một trở ngại. Thì mình dịch ra tiếng Việt gọi là La Hầu La. Cho đến khi năm 19 tuổi, Ngài thường hay hàng ngày Ngài suy tư. Ngài không như mình đâu. Mình thì ham ăn, ham mặc, ham ngủ, ham nghỉ, ham đủ thứ chừng á. Thậm chí là mình tu ham chứng quả nữa mà. Nói chung là mình ham đủ thứ hết á. Cái gì mà làm cho mình dễ chịu, cái gì làm cho mình thích, cái gì cho làm cho mình sướng là mình ham đó. Bất cứ cái gì trên đời này, cái gì làm mình dễ chịu, mình thích, mình sướng là mình ham đó. Nhưng mà đối với Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, Ngài từ nhỏ lên tới 19 tuổi luôn, Ngài không ham gì nhiều như mình đâu. Mà Ngài thường hay suy nghĩ những cái điều mà thế gian người ta không có suy nghĩ. Ví dụ như Ngài phải đặt cái câu hỏi: tại sao người ta lại già, tại sao người ta lại bệnh, và tại sao người ta lại chết đi, và cuộc sống nhân sinh này có ý nghĩa gì, và tại sao người ta lại cảm thọ tất cả các đau khổ. Vậy có cái cách nào không? Có cách nào mà làm cho mình đừng khổ không? Và có cách nào làm cho người khác đừng khổ không? Và có cách nào làm cho muôn vật, các con thú nó đừng có đau buồn, đau khổ hay không? Như vậy thì Ngài, cái câu hỏi của Ngài không được ai trả lời hết, và không có ai có khả năng để trả lời câu hỏi của Ngài. Và câu hỏi của Ngài bay vào trong không gian trở thành vô vọng, không ai có thể trả lời được câu hỏi của Ngài, và không ai có thể dám trả lời câu hỏi của Ngài, và không ai đủ trình độ để trả lời câu hỏi của Ngài. Do đó Ngài quyết chí, Ngài đi tìm một cái nơi nào đó, một vị nào đó, một người nào đó để trả lời câu hỏi của Ngài. Được gọi là đi tìm thầy học đạo đó, chứ thực ra là không phải tìm thầy học đạo đâu quý vị, mà Ngài đi tìm cái người trả lời câu hỏi của Ngài, những cái thắc mắc ở trong tâm của Ngài. Lúc đó Ngài đi tìm hai cái vị thầy, thì được dịch ra tiếng Việt là Úc Đầu Lam Phất và A Đa La. Ngài vượt khỏi hoàng cung ra trong một cái đêm trường tĩnh mịch với Sa Nạc đó, với ngựa Kiền Trắc đó. Quý vị, vào trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, Ngài sanh vào năm 624, thì 19 năm sau, đó là năm 605 trong đêm mùng 8. Mà quý vị biết á, là cái ngày mùng 8 tới ngày 14 á, thì trăng mới tròn. Thì cái đêm mùng 8 á, giấc khuya đó là trăng không có sáng tỏ, với cái dần trăng nó mờ ảo, trăng nó mờ ảo. Do đó mà Ngài dò dẫm từng bước đi, đi ra khỏi hoàng cung. Có nhiều người nói nếu mà Ngài ra khỏi bằng hoàng cung á, thì là Ngài phải có cái lệnh bài. Quý vị biết không? Phải có lệnh bài. Như vậy thì sẽ có người giúp cho Ngài có cái lệnh bài đó để ra khỏi hoàng cung. Mà đây lịch sử thì chưa có ghi lại điều đó. Chứ nếu mà Ngài đi với Sa Nạc đi ra ban đêm không ai biết ai hết thì không thể nào ra khỏi hoàng cung được. Tại vì hoàng cung á, có các cái cửa thành, mà đâu phải một cổng thành đâu, nhiều cổng thành lắm. Có lính giữ cửa và khóa lại ban đêm, không thể mở cổng thành mà cho cả con ngựa và hai người đi ra được. Cái đó phải có lệnh bài, dứt phát phải có lệnh bài, mà lệnh bài đó phải là lệnh bài của vua. Quý vị, thì nếu mà để giúp cho thái tử mà có lệnh bài đó, một á, quý vị, là nàng Gia Du Đà La là vợ của Ngài, hai nữa là chính đức vua Tịnh Phạn, còn thứ ba nữa là cái vị mà chỉ huy cao nhất ở đó về mặt quân sự để mà bảo vệ thành Ca Tỳ La Vệ, rồi thứ tư nữa là cái vị bảo vệ trong hoàng cung nữa, đó gọi là Ngự Lâm Quân nữa, mới có khả năng có lệnh bài đó, chứ không phải là như không mà ra khỏi hoàng cung được đâu. Và Ngài cuối cùng cũng ra khỏi hoàng cung được, vượt cái dòng sông Aroma. Ngài đi tìm được hai cái ông thầy, là ông Adalam và Úc Đầu Lam Phất. Hai cái vị này tu bằng con đường thiền định. Hai vị này đó, một vị thì tu là bằng thiền vô sắc giới. Bữa trước chúng ta học là thiền sắc giới, là bây giờ là chúng ta biết thêm nữa gọi là thiền vô sắc giới. Thiền vô sắc giới thì có bốn cái tầng thiền, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Như vậy thì một cái vị thầy thứ nhất là vào được cái tầng thiền là vô sở hữu xứ. Quý vị biết là vô sở hữu. Sở hữu là gì? Sở hữu là chúng ta có này có kia gọi là sở hữu. Sở hữu là gì đó? Cái này là của mình, cái này là của người,
vàng này là của mình, thân này là của mình, rồi á là cái nhà này là của mình, tâm này là của mình, rồi cái sắc đẹp này là của mình, quyền lực này là của mình. Nhưng mà quý vị là vô sở hữu. Vô sở hữu tức là mình chứng được thực tướng cuộc đời này không có gì làm sở hữu cho mình hết á. Tất cả các cái không có một chút gì mà để làm cho chúng ta có cái sở hữu hết. Mình nghĩ là như vậy đó, gọi là vô sở hữu nghĩa là gì. Nhưng mà nó không phải đơn giản vậy, thì mình biết như vậy thôi. Quý vị vô cái tầng định vô sở hữu xứ. Và một cái vị đó là Út Đầu Lâm Phất á, là ngài vô cái từng thiền định là phi tưởng phiêu tưởng xứ, có nghĩa là chẳng phải tưởng mà cũng chẳng phải không tưởng, ngài vô từng định đó. Và hai cái vị này thì Thái tử Siddhartha mới hỏi hai vị đó là ngoài cái này ra các ông còn chứng cái gì khác hay không, và nếu mà vào trong cái từng thiền định này có giải quyết được á, là không già không bệnh không chết hay không, và có giải quyết được là chấm dứt tất cả các đau khổ hay không, thì hai vị này trả lời không có được. Có nghĩa là vào trong cái từng thiền định đó thì cái cảm thọ của cái tâm mình đó rất là an lạc, rất là thích. Bây giờ ví dụ nha, mình ăn miếng ngon mình thích không? Thích phải không? Rồi á là mình uống một cái gì đó ngon, ví dụ như trà sữa đó mình thích không? Thích phải không? Hoặc giả là mình làm quen với một ai mình vừa ý vừa lòng mình thích phải không? Mình nói chuyện với ai mình hài lòng mình thích phải không? Rồi mình ngửi cái mùi thơm á, mình thích phải không? Nhưng cái thích của cái tầng định á, vô sở xứ và phi tưởng tưởng xứ đó là thích dạng tinh thần, chứ không phải là đáp ứng cái mà mình á, là có được mà mình thích, mà đây là đáp ứng trên một dạng tinh thần. Mình vào trong cái tầng định đó thì tự nhiên với cái tâm đó thì sẽ có một cái dòng cảm thọ tương đương với cái tâm đó. Ví dụ như cái tâm hài lòng, mình hài lòng về cái đó thì nó sẽ sanh ra cái dòng cảm thọ tương đương với cái hài lòng đó. Cái tâm của mình ở một vị trí tâm đó có một dòng cảm thọ tương đương với đó, mà thọ đây gọi là thọ lạc. Nên khi chúng ta vào thiền định đó thì cái sự hưng phấn về tinh thần, cái sự cảm thọ của mình đó, rất là vui, rất là an lạc, rất là thích thú. Do đó mà khi chúng ta nhập vào tầng thiền định đó thì chúng ta hết khổ. Nhưng mà có nhập có xuất. Khi nhập vào thiền định á thì là mình không có khổ, nhưng mà khi ra khỏi thiền định rồi người ta vẫn khổ. Và người đó dĩ nhiên vẫn phải già, phải bệnh, phải chết, và vẫn phải khổ trong cái già, cái bệnh, cái chết đó. Quý vị nên không giải quyết được cái yêu cầu của Bồ Tát đặt ra là đi tìm ra một cái con đường để mà giúp chúng sanh thoát khỏi các dòng cảm thọ của đau khổ đó. Nên Bồ Tát quyết định, Bồ Tát bỏ hai vị thầy mình, Bồ Tát ra đi và tìm cái con đường riêng cho mình bằng cách đó là Bồ Tát đi vào trong rừng tu tập mình trong đó, chịu kham, chịu khổ, ngồi thiền nhập định bao nhiêu ở trong đó gian nan, để Bồ Tát hy vọng rằng con đường khổ hạnh này là một ngày nào đó sẽ mở mang trí tuệ, sẽ nhìn thấy được là cái con đường, cái phương pháp để đoạn diệt tất cả những cái đau khổ ở tại thế gian này. Nhưng cuối cùng 6 năm khổ hạnh, ngài không thu gặt được cái gì hết, và cơ thể ngài càng mệt mỏi và tinh thần càng bãi quải khi chúng ta thiếu chất dinh dưỡng. Đâu quý vị thấy mình bệnh không? Quý vị có quý vị bữa hổm á, bệnh ăn nổi, nhúc nhích nổi luôn. Mình không ăn cơm ngày, bệnh vừa không ăn cơm mà vừa đau. Nó có hai cái, mình không ăn cơm ngày thôi, người ta mạnh khỏe không ăn cơm ngày hai ngày thôi là mình cảm thấy mình rũ rượi xuống rồi. Còn đằng này mình bị bệnh, các cái con vi trùng virus bên ngoài nó tấn công vào nữa, hai cái nó cộng lại nên nó rũ rượi hết. Còn ngày là thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng, do đó mà các cái tế bào trong cơ thể của mình, mỗi cái tế bào trong cơ thể của mình của một cái cơ quan đó trong lục phủ ngũ tạng thì nó sẽ sử dụng những cái loại dinh dưỡng dưỡng chất khác nhau, nên nó có nhiều các cái vitamin, nhiều các cái sinh tố. Nên quý vị mà ăn chay, quý vị để ý chút xíu, nếu mà chúng ta ăn chay, ăn món ăn hoài thì nó có những cái chất sinh tố đó, không có chất sinh tố khác nó dư mà nó thiếu, dư này mà thiếu kia. Ví dụ như á, cái bao tử mình xài ngày cái này, cái trái tim mình xài ngày cái kia, rồi cái não mình xài ngày cái nọ, cái lưỡi mình xài ngày cái kia, thì mình ăn vô nhiều chất khác nhau để nuôi bộ phận này, nuôi bộ phận nọ.
nếu mà chúng ta ăn có một chất một thì nuôi chỗ một à. Ví dụ chúng ta ăn cái chất nuôi trái tim ta khỏe không à, còn mấy khác nó không khỏe. Nhưng mấy khác khỏe nó kéo theo. Bây giờ ví dụ nè, một chiếc xe, cái bánh nó rất là xịn, nhưng cái sên nó xúc có chạy được không? Cái xe á, cái sườn là sườn của Pháp à, rất là xịn, nhưng mà gãy câm có chạy được không? Thì cơ thể mình cũng vậy, cái bao tử rất là xịn mà cái trái tim nó rất là dở, cuối cùng đâu chạy được. Bây giờ trái tim mình rất là xịn, bao tử rất là xịn mà đường ruột mình rất dở, cuối cùng cũng đâu chạy được. Nó chạy là phải có cái hệ thống tương hòa với nhau, gọi là đất nước gió lửa tương hòa, nó chạy mới được. Nên chúng ta phải ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và vận động mạnh khỏe thì mới được. Do đó Thái tử ở trong cái rừng đó, gọi là rừng khổ lâm hạnh. Quý vị biết cái rừng khổ lâm hạnh nha, không có một ai hết, mà ban ngày thôi đó, cây có nó đương ở phía bên trên á, mặt trời chiếu không thấu xuống dưới được. Ban ngày á, mà nó mờ mờ, ban đêm nó tối đen như mực, mà nó lạnh ngắt à, không có nhà luôn, không có gì ăn luôn. Chim thú nó kêu đó, quý vị, nó kêu ban đêm đó. Bữa nào á mình qua cái khu vườn của ông Tám ở bên đó đó, là cái vườn mà ở bên đó mà chưa có chặt cây đó, mình vô trỏng mình kiếm cái lỗ, rồi mình lấy cái mùng á, qua bển mình ngủ trong đó một đêm đi. Mà lúc đó Thái tử không có mùng nha, có bộ đồ thôi, mình ở đó một đêm đi, rồi mình sẽ thấy mình dám ngủ không. Xung quanh nó bò nghe sẹt sẹt sẹt, rồi á là bên đây nó cười khúc khích, bên kia nó cười khúc khích. À, lúc đó mà nó chọt cho nhọt thôi cũng ngủ không được nữa. À, quý vị, như vậy mà Thái tử đã ở đó 6 năm trời chiến thắng nỗi sợ hãi, chiến thắng nỗi cô đơn, chiến thắng nỗi sợ hãi, chiến thắng nỗi đói, lạnh, khát. 6 năm, cuối cùng ngài thấy 6 năm này không kết quả rồi. À, do đó mà ngài sắp gọi là chân lông ngài đó, cầm dở lên cái nó rụng hết à, thiếu dinh dưỡng. Nên quý vị thấy rụng tóc không? Cái người rụng tóc là thiếu một cái chất dinh dưỡng nào đó để nó nuôi cái chân tóc đó. Nên ngài rụng hết. Ngài đi không nổi nữa, đi ra tới bờ suối ngài định tắm, và ngài là đã xỉu bên bờ suối đó luôn. Nên có cái cô đi chăn cừu á, chăn dê gì đó, là cô Sujata mới thấy vậy đó, mới dâng cho ngài bát sữa. Và khi uống bát sữa đó xong thì ngài phục hồi lại. Cái đó là tuột đường huyết đó quý vị. Nên á, mình uống vô, nên người nào mà đói bụng lâu ngày đó quý vị, tuột đường huyết, cái mình ăn viên kẹo vô nó hết, hoặc ăn cơm vô một chút nó hết liền à. Nên ở dưới quê có mấy người không biết chết đó, chiều đi làm về nè, chưa ăn cơm, mới đi sớm thấy người ta nhậu, vô nhậu. Mà chân mấy ông nhậu gù ghiền nữa, nhậu cốc ổi không à. Rồi xỉn về đâu ăn cơm, tới khuya nó tuột đường huyết, có nghĩa là nó thiếu chất dinh dưỡng đó. Thấy là mình mẩy xanh chành hết, đổ mồ hôi, chở đi bệnh viện giữa đường chết. Ở đó chỉ cần lấy đường quậy chút xíu uống vô hết liền à. Trong đường nó chứa nhiều cái năng lượng ở trong đó. À, có hiểu không? Chứ không phải bị cảm đâu, mà đó gọi là tuột đường huyết đó. Nên đó mình biết điều đó. Nên Thái tử á là ngài quyết bỏ con đường tu khổ hạnh, và ngài đi tìm đến một cái chỗ ngài đổi phương pháp tu. Tại vì ngài là người trí tuệ thông minh, nhiều kiếp, có cái độ ba la mật sâu dày, có gọi là độ paramita, tức là cái độ parami rất là sâu dày. Nên cái trí tuệ thông minh của ngài vượt hẳn người thường. Cái điều này không được là ngài sửa liền. Ví dụ như ngài đi tìm các cái vị thầy để tu, tìm đường giải thoát đâu có được đâu, ngài sửa. Rồi bây giờ á, ngài tu khổ hạnh cũng đâu có được đâu, nên ngài sửa. Và ngài nhớ lại rằng á, hồi nhỏ ở Lễ Hạ Điền đó, thầy đã từng ngồi đó, không có ham muốn gì tất cả thế gian, chỉ ngồi theo dõi hơi thở của mình thôi. Hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở ra, thở vào, và mặc kệ thế gian luôn. Mặc kệ thế gian nghĩa là gì? Là chú ý hơi thở. Nên mỗi khi mình mặc kệ cái gì là mình phải chú ý cái khác. Nếu chúng ta không chú ý khác thì không mặc kệ được cái kia đâu. Nên có nhiều người nói là thầy ơi thầy, thầy làm sao á cho con quên chồng của con coi thầy. Không có phương pháp quên chồng,
mà chỉ cần kiếm ông chồng khác là lập tức quên ông chồng cũ. Quý vị hiểu này không? Không có cái phương pháp là quên ông đó mà có ông khác quên ông đó. Có người này quên người kia. Học bài quên bồng em. Hút thuốc quên tụng kinh. Nhậu quên về. Quý vị hiểu đó không? Có nghĩa là người ta đang làm này thì người ta sẽ không nhớ cái kia. Nên mai mốt á, cái người nào mà chia tay với người yêu rồi hả gì đó, hỏi là tìm cách làm sao cho quên người yêu cũ thôi. Chị ông có người yêu mới, ông quên yêu cũ không ơi, khỏi cần cách gì hết trơn á. Chứ còn ông kêu quên sao được, quên cái bộ nhớ mình á, nó còn hoạt động xịn. Quên trường hợp hư bộ nhớ, ví dụ như cái máy tính mình, cái laptop á, hoặc là cái máy tính bàn á. Khi chúng ta ghi cái dữ liệu vào trong đó mà mình muốn mất dữ liệu thì làm sao? Nó phải hư thôi chứ sao, một là xóa hai hư. Mà mình ghi dữ liệu bằng cách là thụ động. Thụ động nghĩa là gì? Nó tự ghi à, chứ không phải là mình cố ý. Không còn ham thích bất kỳ những việc gì xung quanh hết. Và hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở ra, hơi thở vào. Ngài chú tâm vào hơi thở. Nhưng mà vô tình á, thì sau này về thiền định á, quý vị, thì đó là thiền Anapanasati. Có nghĩa là chúng ta quán hơi thở, mà quán hơi thở ở trong thiền định, tức là lấy hơi thở làm đề mục, mà chúng ta chỉ quán hơi thở mà thôi, chứ không cần bất kỳ những cái gì xung quanh hết. Thì lúc đó tâm ta lặng dần gì đó. Thì ở trong kinh nói là Đức Phật vào được sơ thiền, có nghĩa là ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chú tầng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Và khi nhớ lại điều đó rồi đó, thì lúc này Ngài tìm một cái gốc cây, gọi là cái cây Tất Bát La. Cây Tất Bát La này á, sau này được đổi thành cây Bồ Đề. Cái chữ Bồ Đề á, là chữ giác ngộ. Body á, là cái chữ Bồ Đề là chữ giác ngộ. Thì Đức Phật Ngài ngồi 49 ngày đêm, Ngài phát triển bằng con đường thiền định. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ, phi tưởng tự xứ định, và diệt thọ tận định. Và Ngài nhập vô xuất ra một cách rất là điêu luyện và thuần thục trong các tầng thiền đó. Cái tầng thiền á, ta gọi là chana. Thì mai mốt á, ta học cái lớp vi diệu pháp A Tỳ Đàm á, với thiền định á, thì thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị cái điều này. Khi mà một cái vị thiền sinh được một cái vị thiền sư hoặc là giáo thọ sư thiền hướng dẫn đó quý vị, thì người ta đưa cho mình ví dụ như chúng ta học thiền Kasina là thiền đề mục đó, thì đưa cho mình đề mục mình quán, và 2-3 ngày sau hoặc 1-2 ngày sau thì có một cái chương trình trình pháp. Trình pháp nghĩa là mình quán tới cái giai đoạn nào, được cái gì đó trình cho ông thầy mình, thì mới tiếp tục nâng lên, giống như dẫn mình đó trên con đường đi từ từ á, đi tới vậy đó. Và khi mà Đức Phật Ngài ngồi thiền ở dưới cội cây Bồ Đề 49 ngày đêm, xuất nhập vào các cái tầng thiền định, thì lúc đó tâm của Ngài nhu nhuyễn, ở trong kinh nói là nhu nhuyễn dễ sử dụng, và tuệ của Ngài phát sinh. Ngài có thể điều khiển được tâm của mình. Vào đêm thứ 48 mà rạng ngày thứ 49, tức là ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Tây Lịch, ở tại cội Bồ Đề, Đức Phật đã điều khiển được tâm mình. Và lúc đó Ngài đưa tâm của Ngài đi ngược lại về dòng quá khứ, một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, bốn kiếp, năm kiếp. Nên khi mà chúng ta tu tập về thiền Anapanasati hoặc là thiền Kasina đó, thì chúng ta vào tứ thiền, mình chuyển qua về bốn cái định của vô sắc đó, thì mình có thể lui về một kiếp, hai kiếp, ba kiếp về trước. Có nhiều người 5-6-7 kiếp về trước. Có nghĩa là lúc đó mình điều khiển được tâm mình, và tuệ nó phát sanh, thì con mắt thứ ba của mình á, mới khai mở. Mắt thứ ba như là mắt dương tiễn đó, khai mở. Nghĩa là ví dụ như á, là chúng ta đang mở mắt thì chúng ta sẽ nhìn được sắc ngoài trước. Còn đằng này chúng ta nhắm mắt mà chúng ta vẫn biết được sắc ngoài trước, nên thấy là không phải thấy, mà là biết, biết nó khác thấy. Mà biết không phải là âm thanh, biết không phải là hình dáng, mà biết tất cả những cái nó hiện hữu.
cái biết của mình đó, thì đó gọi là dòng trí tuệ. Lặng mắt thứ ba mình mở đó là gọi là mở tuệ. À, thì cái người chỉ có tham thiền nhập định thật sự họ mới mở được tuệ này thôi, là giới định tuệ. Yeah, chứ không có cái thiền định này là họ không có mở được tuệ. Nếu có nhiều người là thiền quán đến mức cao siêu họ cũng mở được tuệ. À, tại thiền quán á, gọi là thiền tuệ vipassana, à, gọi là thiền tuệ hoặc là nupassana là thiền tuệ. Nhưng mà quán phải cao siêu lắm, nhiều lắm mình mới có đủ khả năng để mở tuệ đó. Còn thiền định á, thì chúng ta phải nhập vào bốn thiền và ngũ định thì chúng ta mới có thể mở được cái con mắt này. Có nhầm người á là vào được tam thiền người ta sẽ mở được, nhị thiền tam thiền người ta sẽ mở được, là tứ thiền. Lúc đó thánh quả thì mình phải vượt lên cái 16 cái tầng tuệ khác nhau, thì tùy vào những cái tầng tuệ đó mà được những cái thánh quả khác nhau. Nó có cái lộ trình hết. Thì lúc đó thầy sẽ soạn cho quý vị một cái lộ trình tâm khi chúng ta tu thiền định. Nó có cái lộ trình tâm của mình, chứ không phải là tự nhiên ngồi là hên là chứng đâu, là không phải quý vị. Mà tâm mình phải hiểu. Khi tâm mình hiểu thì mình mới đưa tâm tới đó, đưa tâm đó nó mới phá được cái khác. Chứ nếu mà chúng ta tâm không hiểu là không bao giờ là đạt được kết quả thiền định chân á. Làm cách nào làm phải tâm phải hiểu, hiểu nó là cái gì và làm cách đó để làm cái gì, thì tâm mình hiểu được điều đó rồi là dĩ nhiên phải bước qua được cái tầng thiền định đó. Còn tâm mình không hiểu, nhầm người ngồi 20 năm cũng không biết, không vượt qua luôn. Có nghĩa là mình không hiểu thì nó không có làm được cái chuyện đó. Tới người nào ngồi thiền định thì thầy nói cái này mới biết, còn mà bình thường á là nói cái này không biết. Như vậy thì Đức Phật, tức là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đó, ngồi tới 49 ngày đêm, Ngài đưa tâm về quá khứ, Ngài biết được túc mạng, có nghĩa là Ngài mới thấy được rằng á, là chúng ta không phải sống một kiếp mà nhiều đời nhiều kiếp ngoài trước, cho đến vô số vô lượng kiếp không thể đếm. Kiếp không thể đếm tức là tất cả chúng sanh đều vô số kiếp. Và kiếp nào chúng sanh cũng già, cũng bệnh, cũng chết, cũng đau khổ. Dầu cho già, bệnh, chết một kiểu khác nhau, nếu gọi chúng sanh hữu tình, sanh ra cảnh giới nào và thọ thân nào thì có những cái sai biệt khác nhau mà thôi, chứ nó không có sự giống nhau. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị, thì cái canh kế tiếp á là Đức Phật Ngài hướng tâm đi đến thiên nhãn. Thiên nhãn ở đây đó quý vị, không phải là thiên nhãn của cõi trời là con mắt trời, mà thiên nhãn ở đây á là cái con mắt trí tuệ, nhìn tất cả các nguyên nhân của tất cả các pháp. Bây giờ ví dụ cái bàn này, tại sao có bàn này và tại sao diệt cái bàn này, nếu chúng ta nhìn thấy được nó thì đó là thiên nhãn á. Ví dụ như á, thấy con người của mình tại sao sanh ra, tại sao chết đi, con người mình tại sao đau khổ, lý do gì, con người có sự sai biệt về thân tướng, con người có sự sai biệt về hoàn cảnh, con người có sự sai biệt về nhận thức, thì lý do gì, cái đó thì đó gọi là con mắt của thiên nhãn. Chứ không phải thiên nhãn là chỉ nhìn xa thấu mây xanh, thấu đất đai, mà thiên nhãn ở đây là nhìn thấy sự hình thành và hoại diệt của tất cả các pháp về nguyên nhân của nó, thì đó mới gọi là thiên nhãn. Và cuối cùng Ngài đưa tâm của Ngài đến đoạn diệt những cái gì mà Ngài muốn đoạn diệt. Mà mình muốn đoạn diệt cái gì? Muốn đoạn diệt cái mà Ngài mục đích Ngài đi tu đó, có nghĩa là đoạn diệt đau khổ. Vì Ngài tìm nguyên nhân nào mà người ta đau khổ, vậy thì Ngài tìm tận cùng tận gốc của đau khổ chính là những tâm phiền não. Mà tâm phiền não đó sau này Ngài gọi cái tên gọi là lậu hoặc. Nên á, khi mà đoạn diệt được tất cả các cái lậu hoặc thì Ngài mới chứng được cái quả thánh sau cùng, đó là quả vị Phật. Nghe không, quý vị? Và sau khi Ngài chứng quả vị Phật á, thì Ngài ở dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm nữa để Ngài tri ân cây Bồ Đề và tri ân tất cả những cái mà giúp cho Ngài tu đắc đạo, có nghĩa là Ngài đã mở một cái con mắt thứ ba, tức là mở tuệ. Và tuệ của Ngài á là toàn tuệ, gọi là toàn tri, toàn giác. Không cái gì mà Ngài không biết nguyên nhân của nó cả. Ví dụ như á, cái này tại sao có, tại sao sanh, tại sao diệt. Và không phải cái đó không, mà một lượt nhiều cái gọi là trùng trùng nhân duyên sanh khởi đó. Thì cái điều này á, là được nói trong quyển thứ 7 của A Tỳ Đàm. Tức là tất cả cái nhân duyên sanh khởi thế nào, nó chằng chịt nhau thế nào, thì cái tuệ của Ngài thấy một lúc hết tất cả muôn loài chúng sanh ở trong pháp giới này luôn. Và muôn trùng thế giới Ngài biết được hết luôn. Thì đó mới gọi là vị Phật toàn giác, toàn tri, là Đức Phật. Sau khi á, Ngài chứng đạo rồi đó quý vị, Ngài mới nhớ lại cái hạnh nguyện ở trong nhiều đời nhiều kiếp trước của Ngài. Khi hành đạo Bồ Tát á, Ngài mới nhớ lại được một cái hạnh nguyện rằng á, là Ngài muốn
giúp chúng sanh thoát khỏi các cảnh giới của khổ đau. Do đó mà Ngài quyết đi hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp là gì? Là dạy cho chúng sanh cái cách tự mình nhìn ra thấy được nguyên nhân đau khổ trên mình, và dạy cho phương pháp để đoạn trừ đoạn diệt đau khổ trên chính mình. Mình biết đoạn diệt trên chính mình, lấy kinh nghiệm đó để mà mình chỉ người ta đoạn diệt trên chính người của người ta. Nên Đức Phật Ngài đi truyền đạo. Ngài đi truyền đạo á, là Ngài đi truyền với hai cái nhánh. Nhánh thứ nhất là những người mà tu tập rời bỏ gia đình, không còn dính mắc về bất kỳ chuyện gì thế gian hết á, thì những người này là dễ dàng tu chứng đạo nhất. Tại vì á, tất cả nguyên nhân đau khổ Ngài thiết kinh tứ đế á, thì Ngài nói rằng tất cả nguyên nhân đau khổ á, đều do ham thích mà ra. Ví dụ như mình ham này, mình thích kia, đó là nguyên nhân gốc sâu xa để đi đến cái đau khổ, để thỏa dòng cái cảm thọ lạc của mình. Do đó mà những người nào mà cắt đứt được những cái gì ở thế gian ràng buộc xung quanh mình thì người đó dễ dàng tu chứng đạo nhất. Do đó mà Ngài cho phép xuất gia là đệ tử thứ nhất. Đệ tử thứ hai của Ngài á, là đệ tử ở tại gia, tức là cái người còn ràng buộc ở trong gia đình mà vẫn phải tu, vẫn phải vừa tu vừa làm, tròn trách nhiệm, vừa kiếm tiền, vừa có con, có chồng, có vợ, có tài sản, vật chất, mà còn có thể tu được, trải qua nhiều kiếp thì mới chứng đắc. Còn đệ tử xuất gia thì có khả năng chứng đắc ở trong kiếp này. Do đó Ngài có hai chúng đệ tử ở tại gia và xuất gia. Về phương diện mà đi độ chúng á, về thời gian á, thì theo Nam truyền á, là Đức Phật sau khi thành đạo, tức là năm Ngài theo á, là Phật giáo Nam truyền á, thì Ngài đi thuyết pháp 45 năm. Phật giáo Bắc truyền á, thì đi thuyết pháp 49 năm. Nói chung hai cái truyền thống này người ta đều công nhận hết. Và cái số lượng năm đó đó là Ngài đi khắp đất nước Ấn Độ thôi, chứ không đi ra ngoài đất nước Ấn Độ vào thời bấy giờ. Có nghĩa là ở đất nước Ấn Độ bây giờ nha, chứ ngày xưa là Ngài đi nhiều nước lắm. Ngài đi nước của vua này, vua kia, vua nọ, vào thời của Ngài rất là nhiều nước khác nhau. Nhưng mà chúng ta nói Ấn Độ ngày nay nè, thì Ngài đi Ấn Độ Nepal thôi, vòng 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 cái lưu vực sông Hằng á, vào lúc đó người nào học lịch sử á mới biết. Và Ngài độ cho vô số người đắc quả giải thoát, tức là có trí tuệ như Ngài thì được gọi là các vị A La Hán. Và có vô số người đắc quả thấp hơn Ngài, đó là sơ quả, nhị quả, tam quả, trong đó có hàng cư sĩ. Cư sĩ tại gia có gia đình, có sở hữu cũng đắc được tam quả, nhị quả, sơ quả. Còn người xuất gia đắc bốn quả vị luôn, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì cái quả đó gọi là quả thánh. Quả thánh có nghĩa là gì? Là không bao giờ còn làm phàm nữa, chỉ sanh ra cõi người và cõi trời thôi, hai cõi thôi. Và cuối cùng đắc quả giải thoát, đắc quả A-la-hán hoàn toàn, thệ nhập, đó gọi là thệ nhập Niết Bàn. Thì giáo pháp của Đức Phật á, quý vị, không ngoài hai cái vấn đề thôi. Thứ nhất là pháp khai thị, thứ hai là pháp thực hành. Có nghĩa là giáo pháp của Phật chỉ có hai cái vấn đề thôi. Và Ngài nói lên bốn cái vấn đề trong hai vấn đề đó. Bốn vấn đề là gì? Là Đức Phật chỉ ra thế gian này là nguyên nhân và hiện tại khổ. Và cái nguyên nhân và hiện tại khổ, tức là đây là khổ và nguyên nhân của đau khổ. Và sau khi đoạn diệt đau khổ và con đường để đoạn diệt đau khổ, Ngài nói lên đó bốn cái điều đó trong hai cái vấn đề. Để giải quyết bốn điều đó thì phải học hai vấn đề. Thứ nhất là pháp khai thị, thứ hai là pháp thực hành. Chỉ có hai pháp đó thôi, không có pháp nào khác hết á. Pháp khai thị là pháp gì? Dạy cho mình hiểu. Hiểu cái gì? Hiểu về thế giới xung quanh và con người của mình. Nếu chúng ta không hiểu á thì chúng ta đâu phát tâm tu. Bây giờ ví dụ không hiểu đây là khổ, người ta đâu phát tâm tu. Không hiểu á là sau khi tu người ta hết khổ, người ta đâu phát tâm tu. Và không dạy cho mình á biết được á những cái gì đang hiện diện thế gian này, nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã thôi, người ta đâu phát tâm tu. Nên pháp đó gọi là pháp khai thị. Nên pháp khai thị hết sức cần thiết khi người ta phát tâm bồ đề. Không phải là mình muốn phát tâm bồ đề là phát tâm bồ đề đâu. Ví dụ như á trong á niệm Phật thập yếu đi của Hòa Thượng Thiền Tâm, thì Ngài nói đầu tiên tất cả trên tất cả là phải phát tâm bồ đề. Vì phát tâm bồ đề là phát tâm gì? Là phát tâm xa rời tam giới để tu đắc quả giải thoát, là phát tâm bồ đề. Thì cái người phát tâm bồ đề đa phần là đi xuất gia.
nào quý vị, tại vì ta xuất gia là người ta là thấy được cái cuộc đời này ta không ham thích nữa rồi, là cái đó là sơ cơ xuất gia đó, là sơ tâm mà phát tâm xuất gia đó, là người ta đi xuất gia. Và sau khi xuất gia xong á là ta thực hành cái giáo pháp của nhà Phật. Như vậy á thì cái giáo pháp khai thị để cho chúng ta hiểu được thực tướng của cuộc đời là như vậy. Còn pháp thực hành là chúng ta biết được cái phương pháp để mà đi. Nên khi mà Đức Phật Ngài còn là vị Bồ Tát á, thì Ngài đã hiểu rất nhiều về pháp khai thị. Tự thân của Ngài đã tìm được pháp khai thị. Khai thị nghĩa là gì? Là Ngài thấy á, là cuộc đời không có gì để nắm bắt hết á, Ngài mới bỏ Ngài đi đó, để Ngài đi tu. Tức là Ngài đã tự mình tìm ra được pháp khai thị. Nhưng mà pháp thực hành Ngài không tìm ra được. Có nghĩa là cái cách nào để làm đoạn diệt đau khổ cho mình và đoạn diệt đau khổ cho mọi người, phải Ngài phải đi học các vị khác. Nhưng mà trên thế gian này không có ai đủ trình độ để tìm ra con đường đó hết. Và Ngài tự mình mày mò Ngài tìm ra. Và cuối cùng Ngài tìm ra. Và ở trên thế giới này cũng có một mình Ngài tìm ra thôi. Dầu cho ai có mày mò cỡ nào đi nữa, cố gắng cỡ nào nữa, nỗ lực cỡ nào đi nữa, vẫn không tìm ra. Ngài đã tìm ra rồi mà Ngài dạy người khác để đi trên con đường của Ngài thôi cũng vất vả. Mình là những người đi trên con đường mà Ngài đã tìm ra, mà mình còn đi rất là vất vả, không biết đường đi luôn. Có nghĩa là người ta đi sẵn rồi đó, có sẵn đó, mà mình đi theo thôi, mình cũng không biết đường đi đó. Chứ đừng có nói tự mình mà đi. Nên á, cái sự cao quý của Đức Phật không thể nghĩ bàn được đâu quý vị. Ngài á, là không cần ai chỉ dạy, chứ mà Ngài tự Ngài tìm ra được con đường để mà nguyên nhân của đau khổ và con đường đoạn diệt đau khổ. Thì đó gọi là bài kinh tứ đế đó. Nên pháp khai thị là gì? Để cho chúng ta thấy được cái trình độ của mình á, sẽ không thấy được tất cả các cái nguy hiểm ở trong tam giới này. Do đó Ngài dạy cho mình, mở mang cho mình mới thấy được cái sự vô thường, cái sự khổ vô ngã, tất cả các cái trong tam giới. Để mình phát tâm lên là kiếp này mình rời không được thì mình cũng rời kiếp sau. Chứ không phải là kiếp này đi lên rồi ráng cố gắng thỏa mãn này thỏa mãn kia rồi chết, rồi kiếp sau không biết đi đâu về đâu. Nên Ngài mở tuệ cho mình trong kinh Pháp Hoa, nó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, là chỗ đó đó. Khai thị, khai cho mình thấy. Còn ngộ nhập á, là chỉ cách cho mình tu. Khai thị là giảng cho mình biết, mình thấy. Ngộ nhập là chỉ cách cho mình tu tập. Và suốt cuộc đời của Ngài sau khi thành đạo cho tới Ngài nhập Niết Bàn vào đêm rằm tháng 2 năm 554 trước công nguyên á, thì là Ngài chỉ dạy có nhiêu đó thôi. Quý vị không có gì khác hơn á, là đây là khổ, đây là nguyên nhân của đau khổ, đây là sự đoạn diệt đau khổ, đây là con đường đoạn diệt đau khổ, với hai cái cách đó là pháp khai thị, pháp thực hành hết. Có nhiêu đó thôi. Như vậy thì sau khi Ngài nhập Niết Bàn ở trong rừng Sala, tức là rừng đó có cây Sala nên ta gọi là cái rừng Sala thôi, chứ đó là tên là Kautina hoặc là Kusinara. Thầy tới đó rồi nè. Nơi đó có cái chùa cũng nhỏ thôi, không lớn, tượng Đức Phật nhập Niết Bàn mà người ta đắp y vàng cho Đức Phật. Nhưng mà đặc biệt có một cái điều á, là mình đi đến đó mình tìm cây Sala, không có cây nào chứ, không có cây Sala nào chứ. Thầy đi tìm, thầy đi tìm ba thứ mà không có tại đến Ấn Độ trong kinh á. Thứ nhất, thầy đi tìm cây Sala không có. Thứ hai, thầy đi tìm cây vô u. Thì lại thành ca nơi nơi mà Lumbini á, vườn Lâm Tỳ Ni có cái ao ngoài trước á, là tắm khi Đức Phật đản sanh đó, vẫn còn cái ao đó, vẫn còn mộ của bà Hoàng hậu Maya đó, làm bằng gạch nung lớn lớn này, dài dài nè, còn nguyên hơn 2000 năm, gạch còn nguyên, gạch Ấn Độ rất là tốt, nung một kỹ thuật rất là hay. Và cái thứ ba nữa thầy tìm đó là sông Ni Liên Thiền, tức là ở bên cạnh cái cây Bồ Đề đó, ở đó gọi là Bogaya, là cây Bồ Đề đó. Tìm không có con sông Ni Liên Thiền. Con sông đó đã trở thành đất liền, người ta lấp hết rồi. Có nghĩa là bụi thời gian nó lấp, chứ không phải người ta đem bơm cát vô người ta lấp, mà bụi thời gian lấp. Nên mình thấy á, cái tháp mà để thờ xá lợi của Phật á, sau khi Phật nhập Niết Bàn ta đưa vào các cái tháp để thờ xá lợi của Phật, thì sau đó hơn 2000 năm dày lên khoảng hơn 2 mét bụi á, tức là người ta đào lên cho mình thấy luôn, ta cắt nửa cái tháp ra, thì giữa cái mí gạch đó với cái mí bụi mà trồng cây lên trên đó, như cái ngọn đồi tính đâu ngọn núi, ai nhà là cái tháp bụi lên hơn 2 mét. Mà lúc mà Đức Phật ngồi ở dưới cái cội Bồ Đề đó quý vị, thì cái sông đó là ngang ngực mình à,
1300 năm sau ngài Trần Quyền Trang đi qua bên đó thì sông nó còn ngang đầu gối ngài hơn chút xíu à. Và sau ngài Trần Quyền Trang 1300 năm nữa là thầy đi đó, qua tới bển thì không còn sông luôn. Do đó chỉ 2600 năm thôi mà gần 2 mét nước đã bụi á, bay lên đóng tiêu hết. Nên mình trả lại gì đâu, nhằm khi người ta làm cho cái mộ rất là lớn, nhưng thời gian sau á cũng lấp vùi với thời gian à. Nên quý vị đọc chuyện Kiều á, mộ của Đạm Tiên á, xè xè nắm đất bên đường à, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh đó à, quý vị là thấy á, là à, rất là xót xa à, cho cái à, thân phận của con người. Giáo pháp của Đức Phật để lại đó quý vị, Đức Phật không có để lại giáo pháp. Đức Phật chỉ dạy cho người này tu, dạy cho người kia tu với hai pháp là pháp khai thị và pháp thực hành mà thôi. Đức Phật không có để lại giáo pháp nào hết. Nhưng đệ tử đời sau, mới sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày, thì ngài tổ Maha Kassapa là vị tổ đầu tiên mà được Đức Phật truyền y bát. Tại vì vào thời Đức Phật ta sống nhờ cái y và cái bát. Cái y là mặt, cái bát là để đi khất thực ăn thôi, chỉ có hai cái đó thôi. Là tài sản của một vị tu sĩ vào thời Đức Phật chỉ có y bát. Nên mà truyền tổ hậu lai đó, ta truyền cái mạng mạch Phật pháp, ta gọi là truyền y bát. Đây là nắm trên tinh thần thôi, chứ không phải không có cái y đó, không có bát đó thì người ta không biết giáo pháp là không phải. Mà nói trong cái tinh thần của Phật đạo thôi là truyền cái y với cái bát. Nên ngày nay người ta vẫn truyền y bát, có nghĩa là ông tổ này truyền cho cái vị sau, truyền vị sau, truyền vị sau nữa, thì gọi là truyền y bát. Và tổ Maha Kassapa là tổ Ca Diếp đó, mới trụ trì cái buổi kết tập kinh điển lần thứ nhất sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày ở hang Thất Diệp, 500 vị A-la-hán. Thì lúc đó các vị mới trùng tiên lại lời của Đức Phật bằng nội dung. Nội dung nghĩa là gì? Nội dung có nghĩa là quý vị biết cái nội dung không? Ví dụ như ngày hôm nay nè, thầy chia sẻ zoom cho quý vị đó, quý vị về quý vị kể lại. À, là tối hôm nay thầy Trí Huệ giảng dạy đề tài đó đó, đầu tiên giảng dạy gì, sau đó giảng dạy gì, sau đó giảng dạy gì hết. Cái đó gọi nội dung đó, thì kinh điển cũng chép lại bằng nội dung đấy. Quý vị đừng có nghĩ là kinh điển thâu âm rồi phát lại, không phải. Không phải là mình bấm cái nút recorder, Đức Phật nói lời nào ra là người ta lập lại y lời đó lại, gọi là trùng tiên lời của Đức Phật dạy, là không phải. Mà nói lại nội dung Đức Phật dạy cái gì vào bữa hôm đó. Do đó có những cái nói lại nội dung, không nói lên chi tiết. Cái người đời sau á, học biết được nội dung mà không biết được chi tiết. Ví dụ biết được nội dung là hôm đó Đức Phật gặp vị này nói về bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định hết. Như vậy thì người đời sau á quý vị đâu có biết được chi tiết bát chánh đạo đó là gì, thì phải nhờ trong cái bài kinh khác Đức Phật nói về chánh kiến ta mới gom lại, quý vị thấy không? Nên đọc kinh điển không phải là quý vị hiểu hết được đâu, phải đọc rất nhiều kinh điển. Rồi thầy đi trước hiểu, truyền lại cho đời sau nữa mới hiểu hết. Chứ còn bằng không không hết. Nhưng vào thời Đức Phật thì người ta hiểu hết. Tại sao? Tại vì Đức Phật quan sát căn cơ của người đó cần cái gì, Đức Phật chỉ nói đúng cái phần đó thôi. Gọi là kinh liễu nghĩa. Nên có nhiều người nói kinh liễu nghĩa là một từ nó có nhiều ý nghĩa, là nói sai, không có đúng đâu. Kinh liễu nghĩa có nghĩa là lời của Đức Phật dạy cho người đó đủ để người đó tu đắc đạo. Không dư không thiếu lời nào hết. Một bậc trí tuệ dạy không có dư, mà bậc trí tuệ dạy không thiếu, thiếu biết đường đâu tu. Còn dư vậy giống như nói nhảm, nói chi. Mình giờ nói nhảm gọi là hí luận nè. Nói quá là dư mà mình không có biết đó là dư, nên mình không đủ tuệ. Thay vì nói 10 từ người ta hiểu, người ta tu rồi, giờ nói 100 từ mà cuối cùng ta không hiểu luôn. Đó quý vị, đó là chúng ta so sánh tuệ mình với tuệ Phật đó. Mình thấy làm sao? Mình nói 100 từ, nói cả ngày luôn, người ta cũng không hiểu luôn, hoặc là hiểu ít thôi. Còn Đức Phật nói có 10 từ, người ta hiểu, người ta tu đắc luôn. Gọi là kinh liễu nghĩa là gì đó. Liễu nghĩa có nghĩa là không dư không thiếu, đủ để cho người ta tu đắc đạo. Nào quý vị, đối với Đức Phật. Nên khi mình đi tới Ấn Độ đó, mình mới thấy cái hoàn cảnh Ấn Độ nó khắc nghiệt như thế nào, và tu sĩ Ấn Độ người ta cố gắng như thế nào tu vào thời đó để đi đắc đạo, để đắc đạo đó quý vị. Nên đó là mình quý vị nào mà có duyên có dịp á, cũng nên tới Ấn Độ một lần để cho chúng ta biết cái cảnh Ấn Độ. Mà nếu mà chúng ta có tiền nhiều nhiều á, thì đi theo du lịch đâu tốn khoảng 2.000 đô đó. Còn mà tiền ít ít á, tự bay máy bay đi, coi bản đồ đi, nhưng cũng phải biết mớ tiếng Anh này nha, chứ không biết qua bển ở người Ấn Độ nói tiếng Anh với tiếng Ấn, tiếng mà Hindi
À, theo người ta, đa phần ta theo đạo Hindu, nói tiếng Hindi. Do đó mà quý vị cỡ chừng ít tiền thôi, đủ vé máy bay với dư ít đỉnh thôi là được rồi, là đi được rồi, đi một mình á. À, là ông ta đi được. Còn mà nếu khá khá chút nữa đi theo các cái công ty du lịch thì mắc hơn chút. Tại người ta ở xa một chút, ăn xa một chút, và người ta cũng có lợi đó một chút. Và lại chúng của Đức Phật, có nghĩa là cái những vị mà Đức Phật dạy tu đó thì có 7 cái bộ chúng, tức là 7 cái đối tượng Đức Phật dạy tu khác nhau. Thứ nhất là người nam cư sĩ ở tại gia, có vợ có chồng tu tập đó. Thứ hai, người nữ cư sĩ tại gia. Thứ ba, người nam sa di. Thứ tư, người nữ sa di. Thứ năm, người nữ thích so mana là theo giới. Thứ sáu, người nữ tỳ kheo ni. Thứ bảy, người nam tỳ kheo tăng. Tức gọi là 7 bộ chúng, tức là 7 cái đối tượng mà một đối tượng đó có nhiều người thì gọi là một bộ. Như vậy thì 7 bộ chúng mà Đức Phật dạy, mà trong 7 bộ chúng đó là tất cả đều có duyên với Ngài. Quý vị tính đâu Đức Phật dạy hết người dân Ấn Độ không? Dạy một phần rất nhỏ người dân Ấn Độ thôi. Có nhiều người hỏi tại sao Đức Phật, Ngài một vị thiên nhân chi đạo sư như vậy mà Ngài không độ hết dân Ấn Độ để cho có nhiều người khổ vậy? Bây giờ ví dụ nha, quý vị cầm cái xô để đựng nước, quý vị đi xin nước, người ta lấy nước ta đổ vô xô, quý vị không mở nắp xô, nước có vô không? Đổ chúng đi nữa nó cũng trào ra ngoài. Vì bắt buộc cái người chủ của cái xô đó phải mở nắp thì người ta đổ nước mới vô xô. Vậy thì những người nào mở nắp xô là những người có duyên với Ngài. Nên Pháp Phật rất là bình đẳng như mưa, trên trời mưa xuống gọi là Pháp Vũ. Nên ai mở nắp xô thì được nước, không mở nắp xô không được nước. Mở nắp xô tức là mở tâm đó. Mở tâm nghĩa là chú ý nghe đó. Nên có nhiều người Đức Phật nói đâu chú ý nghe, người ta đang quan tâm cái khác. Người ta đang quan tâm tới tiền, người ta đang quan tâm tới người yêu, người ta đang quan tâm tới món ăn, người ta quan tâm tới là sức khỏe, tới đẹp, tới làm đẹp. À, quý vị, ví dụ như ông thầy đang giảng pháp mình cứ là ôi một chút xíu tôi ra tôi đi massage rồi, cái đó là người ta quan tâm tới massage. À, quý vị, nên là người ta không quan tâm được với cái mà pháp bảo của nhà Phật. Nên Đức Phật truyền được là 7 bộ chúng khác nhau, gồm chúng ở tại gia và chúng xuất gia. Và trong 49 năm theo Bắc truyền, 45 năm theo Nam truyền đó, quý vị, Đức Phật đã đi hết tất cả các nơi của Ấn Độ vào bấy giờ. Những ai mà đã mở tâm ra để nghe Đức Phật hầu như đã hết rồi đó. Chỉ còn lại một số người ở trên từ cái rừng Ba Pha, cái con đường đó đó là Đức Phật sẽ đi qua để nhập Niết Bàn, đó là rừng Ba Pha, nơi mà Ngài Kunda, tức là cái vị thợ săn mà cúng dường cho Đức Phật cái bữa cháo nấm sau cùng đó, là đi về ở nơi Kusinara, tức là Kauthina đó, là trên đường đó Đức Phật đi bộ. Để còn những người nào có duyên với Đức Phật, có nghĩa là người mở cái xô ra để đựng nước đó, còn được bao nhiêu người thì Đức Phật diệt độ đến bao nhiêu đó. Nên cái người tu sĩ đầu tiên mà Đức Phật cho xuất gia đó, đó là ông Kiều Trần Như. Và cái người sau cùng mà Đức Phật cho xuất gia đó, đó là ông Tu Bạc Đà La. Và quý vị biết á, ở trong kinh không có thống kê Đức Phật đã xuất gia cho bao nhiêu vị, không có thống kê. Và người cư sĩ đầu tiên mà để quy y Phật đó là cha mẹ và vợ của ông Gia Xá. Và người cuối cùng ở trong kinh không có nhắc tới. Nên cư sĩ cũng không biết là bao nhiêu người là quy y Phật tu tập, và bao nhiêu người thành thánh. Và tu sĩ cũng không thống kê được bao nhiêu người đã xuất gia với Phật và bao nhiêu người đã thành thánh nào. Trong kinh có ghi lại một số mà không có thống kê số lượng. Ví dụ như quý vị coi trong kinh Tiểu Bộ, hoặc là quý vị xem ở trong kinh đó, gọi là Bổn Sanh Bổn Sự, ở trong tủ mình đó có các kinh đó đó, kinh Bổn Sanh Bổn Sự, thì chúng ta biết được là nhiều đời nhiều kiếp các vị đệ tử có liên quan, chứ không thống kê.
Nên tới ngày hôm nay thôi cũng không có ai có khả năng thống kê được là Đức Phật độ được bao nhiêu người. Chỉ nói nhiều lắm đó là người trên thế gian. Mà Đức Phật không phải độ người trên thế gian của mình không, mà Đức Phật đã độ vô số những vị trên cõi trời. Quý vị biết là chúng ta sống tới 31 cõi sống khác nhau lần chứ không phải cõi này không. Cõi mình đó là một trong cõi thôi. Tất cả có 31 cõi chia làm 3 cái để người ta hướng tâm. Đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới có 11 cõi, trong đó có 4 cõi ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula ác. Và có 7 cõi thiện, trong đó có 6 cõi trời, đó là trời tứ đại thiên dương, trời đau lợi, trời dạ ma, trời đau sức, trời quá lạc, tha quá tự tại thiên và cõi người. Tức là 7 cõi cộng với 4 cõi nãy là 11 cõi dục. Dục giới là gì? Lấy đối tượng là 6 trần làm vui. Có nghĩa là mình ăn ngon mặc đẹp đó, là cái đó gọi là dục giới. Cái thứ hai nữa là sắc giới. Sắc giới thì lấy đối tượng của tứ thiền làm sự an lạc. Đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Trong tứ thiền đó nhân cho 4 ra được, đúng là 16 cảnh giới của sắc giới. Và 4 cảnh giới của vô sắc giới, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng tưởng xứ. Tất cả những nơi đó đều có chúng sanh hữu tình sống. Cộng lại tất cả là 31 cõi sống khác nhau. Và trong 31 cõi sống này là chỉ có hiếm có vài cõi Đức Phật không tới thôi. Thứ nhất là địa ngục Đức Phật không tới. Thứ hai cõi trời phi tưởng xứ Đức Phật không tới. Và thứ ba nữa là Bắc Cu Lô Châu Đức Phật không tới. Trong tứ đại thần châu, Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cu Lô Châu, Tây Ngu Quá Châu và Đông Thắng Thần Châu. Thì ở đó có Bắc Cu Lô Châu Đức Phật không tới. Hình như là chỉ có 3 cái giới đó Đức Phật chưa tới để mà hóa độ thôi. Còn tất cả các cảnh giới khác Đức Phật đều tới ở hóa độ đó. Với thần lực của Ngài, Ngài bay qua cảnh này, Ngài xuất hiện ở cảnh kia, và Ngài kỳ hạ thứ 7 đó, Ngài về cõi trời. Mai mốt chúng ta học về A Tỳ Đàm Phi Diệu Pháp, chúng ta sẽ thấy Đức Phật về cõi trời trong kỳ hạ thứ 7. Tức là sau khi mà Đức Phật đắc đạo 7 năm thì Ngài về cõi trời, Ngài thuyết pháp ở trên đó. Tức là cái bộ A Tỳ Đàm Vi Diệu Pháp chúng ta sắp học đó, là Ngài thuyết pháp ở trên cõi trời. Và sau này Ngài về, Ngài nói lại với Ngài Xá Lợi Phất, và Ngài Xá Lợi Phất đã ghi lại trong cái Tam Tạng Giáo Điển khi mà kết tập đó. Nên kết tập kinh điển có 3 tạng, đó là Ti Bí Ta Cá là 3 tạng giáo điển, Bí Ta Cá là cái rổ, Tí là 3, Tí Bí Ta Cá là 3 cái rổ chứa kinh luật luận. Nếu ai thông kinh luật luận thì gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Nên đời nhà Đường đó có một vị Tam Tạng Pháp Sư gọi là Trần Quyền Tráng, mình dịch ra là Trần Quyền Trang đó, để đi thỉnh kinh ở bên Ấn Độ về, mà ông Ngô Thừa Ân viết nên cái chuyện Tây Du Ký đó, gọi là Tôn Ngộ Không đó. Chuyện đó là chuyện hư cấu thôi, tức là ông chế ra ông viết thôi. Nhưng mà Ngài Tam Tạng Pháp Sư thì có thật, nhưng mà tất cả các vị khác thì là hư cấu viết lên thôi, thành câu chuyện thôi. Đời nhà Đường có thật, vua là Đường Lý Thế Dân là có thật, nhưng mà trong câu chuyện thật có hư cấu ở trong đó, chứ không phải là y vậy. Quý vị, tức là đời nhà Đường mà đi qua gặp Phật. Quý vị biết là đời nhà Đường là sau công nguyên thế kỷ thứ 6, sau cái đời Tùy Đường đó, là sau công nguyên thế kỷ thứ 6, thế kỷ thứ 7 mới đời nhà Đường mới tồn tại là gần đâu 800 năm cái gì đó ở đời nhà Đường. Như vậy thì mà Đức Phật Ngài đã trước công nguyên, tức là năm 624, Ngài sanh ra trước công nguyên 624 năm, mà cái này sau công nguyên 600 năm nữa ra được 1200 năm rồi đâu gặp Phật. Ngài Trần Quyền Trang là đi đâu gặp Phật, Phật phong cho vị này là vị Phật này, vị kia, vị Phật dân dân quý vị. Phật đâu phải là phong, Phật là tu chứng đắc, không phải Phật phong nghe quý vị. Đừng có nghĩ là Phật là được Đức Phật phong, mà được Đức Phật thọ ký từ vô lượng kiếp trước, rồi ngày hôm nay tự tu đắc đạo thành Phật. Chứ không nghĩa là Phật mà phong như ở thế gian. Có nghĩa là tu đắc tu chứng là tự mình giải quyết các cái kiết sử triền cái trong tâm của mình, chứ không phải là người khác ký cho mình cái giấy chứng nhận là mình đạt, là mình đạt. Nên đó, quý vị đừng có nghe người ta nói trời ơi nhìn ông tôi thấy đắc đạo nè, mình tính đâu mình đắc. Không phải đó, quý vị, là mình đã sau khi mình diệt được những cái
nguyên nhân của đau khổ trên tâm của mình, thì lúc đó tự mình thấy biết, tuệ mình phát sanh, tự mình thấy biết à, không cần phải ai phải nói điều gì chứ, không có gì tự mình biết à. Chứ bữa hổm có cô Phật tử lại đây nè, nói thầy, thầy nhìn con coi thấy con đắc đạo chưa thầy. Cái này là thầy đâu biết, là sao cô đắc đạo chưa, sao cô không biết, là con cũng chưa biết đắc hay không nữa. Hỏi tại sao vậy? Là tại vì nha, con đi với cô bạn con qua Campuchia đó, có một vị đó đó, vị đặt tay đầu con nói con đắc đạo rồi. Là ổng đặt tay đầu là đắc, đặt tay đầu đắc vậy đó, sau khi đặt đắc đạo rồi. Nghe không quý vị? Như vậy thì cái người ta nghĩ là đắc đạo là cái gì đó, là mình được cái gì đó về mặt sở hữu, không phải. Đắc đạo là gì? Là buông được những cái không phải của mình. Bây giờ chúng ta đang nắm những cái không phải của mình. Bây giờ tuệ nhìn vào mới thấy cái nào không phải của mình, ta mới cắt nó đi. Đắc đạo là cái gì? Là người ta cắt bỏ đi những cái không phải của mình. Khi cắt hết những cái không phải của mình thì cái đó là cái gì? Chính là mình đấy. Nên ta hỏi ta là gì? Ta là sau khi bỏ hết cái không phải của ta thì đó là ta. Cái người khác mới hỏi gì thì ta là cái gì? Tôi đã nói với ông là sau khi cắt hết những cái không phải của ta là ta rồi, mà ông hỏi gì hoài vậy? Cái người ta mới hỏi tiếp là nó là cái gì? Nó là cái gì sau khi ông cắt ông mới biết chứ sao kêu ông hỏi tôi? Tại vì cái của ông mà. Bây giờ ông cắt hết cái của không phải của ông đi thì đó chính là ông. Còn bây giờ mình ôm cái mà không phải của mình cho là mình thì đó gọi là mê lầm á. Cái mà gọi là ngờ ưu nhất của chúng sanh á, của mình á, là cái ôm cái của người ta mà cho là cái của mình, mà giữ khư khư mà thương yêu nó nữa. Đó là ngũ uẩn á. À, quý vị, nên cái tuệ của kinh Bát Nhã Ba La Mật khai thị cho mình thấy, ôm cái không phải của mình mà cho là của mình mà nhiều đời nữa quý vị. Ôm ấp thương yêu, chết rồi đi tìm và lại cái khác nữa. Cái mình và cái của mình, cái tự ngã của mình, ba cái nguy hiểm nhất ở trong cuộc đời này. Mình ôm nó mà mình cho nó là của mình. Nên khi tuệ nó phát sanh mới thấy nó không phải của mình nên ta cắt đi. Nên sau khi cắt đi những cái gì không phải của mình thì lúc đó mới là chính mình. Vậy tu là tìm lại chính mình mà thôi, nó đơn giản thôi à. Mà tìm lại chính mình sau khi cắt những cái không phải của mình. Nên người nào mà cắt được những cái không phải của mình thì người đó mới tìm lại được chính mình. Còn không cắt được những cái của mình thì không phải tìm lại được chính mình đâu. À, quý vị. Do đó mà Đức Phật Ngài mới chỉ cho chúng ta cái nào là cái mình, cái nào không phải của mình, và cái phương pháp để mà cắt bỏ những cái không phải của mình đi. Thì đó gọi là phương pháp tu. Nên vào thời nhà Phật á quý vị, Đức Phật chỉ có hai dạy hai phương pháp tu thôi. Phương pháp tu thứ nhất là thiền quán, là tứ niệm xứ. Thứ hai là thiền định, là samatha, là thiền anapanasati và thiền kasina. Trên cái nền tảng của môi trường, ví dụ như chúng ta tu có môi trường chùa, cá lội môi trường nước, tu môi trường giới. À, nên gọi là giới, định, tuệ. Định là thiền định, tuệ là thiền quán. À, giới là môi trường tu. Giới đó gọi là giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh mới đắc được tuệ và định. Mà tuệ với định mới làm chủ được tâm. Mà làm chủ được tâm mới cắt được những cái không phải của mình. Mình làm chủ nó mình mới có quyền. Không làm chủ nó không có quyền. Nên gọi là giới định tuệ hết đó. Tu nhiêu đó đó quý vị, giới định tuệ hết. Nhưng mà muốn tu đó mình học cả đời cũng không hết cái đó. À quý vị, giới có giới giới học. Giới học là mình hỏi tại sao là giới, tại sao giữ giới là giới học. Giới tướng là không được làm này, không được làm kia là giới tướng. Giới thanh tịnh là tâm mình bất sát, bất ác, giới thanh tịnh. Cái giới thanh tịnh mới nhập vào trong thiền quán, thiền định được, mới phát triển được tuệ của thiền quán, thiền định bằng giới thanh tịnh. Chứ không phải là giới học với giới tướng. Chứ quý vị đừng có nghĩ là mình không sát sanh, trộm cướp, không tà dâm là mình sẽ nhập vào trong tầng thiền định được đâu. Mà biết được cái đó rồi, giữ cái đó rồi, làm cho tâm mình hiểu được của cái giới học. Từ hiểu được giới học và giữ được cái giới tướng, nó mới đạt được cái giới thanh tịnh, bất sát, bất ác. Nên hồi hôm qua chúng ta có thể là ác, nhưng ngày hôm nay chúng ta giữ được giới thanh tịnh rồi, chúng ta vẫn nhập thiền định tu chứng đạo được. Bởi vì quý vị thấy là tướng cướp vô não đó. Hôm qua đi ăn cướp, bữa nay cũng thành tỳ kheo. Tự nhiên ổng hiểu được giới giới học. Ổng hiểu được cái giới tướng, ổng giữ giới tướng. Tự nhiên ổng nhập được cái giới tánh, giới thanh tịnh. Nhập được giới thanh tịnh rồi, ổng tham thiền nhập định, ổng phá được vô minh phiền não. Quý vị hiểu này không? Từ từ tu thấy sẽ biết. Nên mình, người nào mà không có nhập được các tầng thiền định được, nhằm khi giới thanh tịnh mình không nhập được,
Nên bắt buộc người ta phải vô thất, vô am, vô tu, vô trường thiền, người ta tu là gì đó, để giữ được giới thanh tịnh. Còn bên ngoài không giữ được giới thanh tịnh, bị cái này kia nó làm lung lay, không được giới thanh tịnh. Có thể giữ được giới tướng, có thể biết được học giới, nhưng không nhập được giới thanh tịnh. Mà mình không được nhập giới thanh tịnh á, quý vị, chúng ta không nhập được các tầng thiền định. Nên mai mốt mà người ta học A Tỳ Đàm, tức là vi diệu pháp và thiền định đó, thì thầy nói rõ hơn điều này. Và phải có những cái khóa tu, ví dụ như tu bên Sri Lanka hoặc là Myanmar, người ta sẽ cho mình thọ lại cái giới tướng. Và mình ở một mình, cắt hết điện thoại, cắt hết ngoại duyên, để một may là chúng ta có thể nhập vào được giới thanh tịnh. Mà nhập vào giới thanh tịnh thì có cơ may chúng ta mới nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và bốn định, mới làm chủ được tâm của mình. Nói vậy để cho chúng ta thấy cuộc đời Đức Phật là một cái hoa sen rực rỡ. Giữa thế gian này người ta ham thích mà Ngài không ham thích. Giữa thế gian này đầy u mê mà Ngài không u mê. Giữa thế gian này đầy phiền não mà Ngài không phiền não. Nên Ngài outstand, bước ra khỏi cái thế gian này, không có là vướng dấp gì hết. Nên Ngài duy ngã độc tôn. Một mình Ngài có thể bước ra, đầu tiên ra khỏi ở thế gian này, trong khi Ngài ở trong thế gian này. Ở trong lòng mà ra khỏi lòng, không cần ai hết. Đó là không phải là chuyện đơn giản. Bị trói buộc nhiều đời nhiều kiếp bằng lòng sắt nữa. Nên ngày hôm nay chúng ta bị trói buộc bằng lòng sắt, lòng cây, biết được phương pháp ra. Nhưng mà cái tập khí, những cái gì mà cũ nhiều đời nhiều kiếp, cái thói quen á, mình không muốn bỏ nó. Tại sao? Tại vì tuệ mình không đủ. Nên tất cả phải phụ thuộc vào tuệ. Tuệ tức là cái tâm mình nó hiểu. Nên thiền định cũng phải phụ thuộc vào tuệ nữa. Ví dụ như mình hít thở, ví dụ như cho quý vị thiền Anapanasati hít thở. Vì hít thở để làm gì? Mình phải có tác ý nó để làm gì, làm cái đó để được cái gì, thì tự nhiên cái tâm của mình nó hiểu điều đó, hiểu đó nó làm đúng cái đó. Còn nó không hiểu cái đó, nó không làm đúng cái đó, thì mình ngồi lúng đất luôn vẫn không được cái đó. Ví dụ mình ngồi muốn tợ tướng cho ánh sáng mà trước mình cứ mong tợ tướng không có được. Ông chỉ cần tập trung là nó sẽ lên ánh sáng, chứ không cần gì hết. Mà nó lên ánh sáng được rồi thì tự nhiên vô minh nó tiêu. Mà vô nó minh nó tiêu thì tự nhiên ông sẽ phát một con mắt thứ ba, là phát con mắt tệ. Nó đơn giản thôi à quý vị. Nhưng mà phải có một cái độ chú tâm một điểm. Mà điểm chú tâm mình đó là điểm cái hơi thở trên môi dưới mũi mình chỗ này nè. À, chỗ này nè, ra vô một điểm một. Không cần chú ý cái gì khác, chỉ chú ý cái điểm đó, chú ý cái điểm đó thôi. Dầu cho sơ thiền, dầu cho nhị thiền, cũng chú ý cái điểm đó thôi. Và mình thành thạo trong sơ thiền rồi, thì chúng ta tác ý tiếp. Rồi là chánh niệm tỉnh giác, nội tỉnh nhất tâm rất lớn. Tức là trong tâm mình tỉnh giác là gì? Hết sức sao không tả không được. Ví dụ như cái niệm, cái định, cái tuệ của mình là tinh tấn, là nỗ lực ha. Vừa niệm, vừa định, vừa tuệ, vừa tinh tấn. Mà vừa tin chắc một cái điều đó là chắc mẻm với cái mà mình học pháp. Năm cái đó nó quân bình thì gọi là năm căn quân bình á. Khi năm căn quân bình này mình mới vô được các cái tầng thiền. Không năm căn quân bình không vô được các tầng thiền. Thì nói cho vui thôi, nhằm khi mình cũng không hiểu. Nhưng người nào ngồi thiền đi họ sẽ hiểu điều đó. Nên cần phải có sự kiểm tra liên tục. Tới khi nào mà chúng ta có thể tâm mình tĩnh lặng, có thể nhập vào trong cái tâm hộ kiếp được á, phá banh gá được á, thì lúc đó chúng ta mới soi thấy được tất cả các cái là chúng ta có con mắt thứ ba và có cái điều khiển của con mắt thứ ba. Thì lúc đó mình mới dễ dàng gia vào các tầng thiền định cách thuần thục. Nói để quý vị định hướng, mà sau này nếu có thời gian lớn lên học hành đâu đó đàng hoàng, quý vị nên vào thất, quý vị nhập thất, hoặc đi Myanmar chúng ta ngồi thiền định, hoặc là vào các cái nơi thiền học hỏi cái vị thiền sư thêm để tu tập. Chứ nó qua hết cái kiếp này thì uổng một cái kiếp này lắm. Nên thôi bữa nay thầy giới thiệu sơ cho quý vị về cuộc đời của Đức Phật. Cái lớp học của mình là về Phật giáo và đời sống này nè. Chúng ta có 70 cái đề mục khác nhau liên quan tới cái cuộc sống này và liên quan tới sự tu tập. Chúng ta học 70 buổi sẽ hết cái lớp này. Và cái lớp mà A Tỳ Đàm
tức là vi diệu pháp và thiền định đó, chúng ta học khoảng 100 buổi. Và cái lớp căn bản của thiền Vipassana là chúng ta cũng học 100 buổi. Dạ, không có gì. Dạ, mà một buổi thì khoảng hơn 1 tiếng à. À, không có nhiều. Mà quý vị cứ gán học đi, ghép qua ghép lại, còn về tập tu nữa. Mai mốt mà có sửa chùa xong á thì thầy sẽ mở ra cái lớp thực hành thiền quán và thiền định. À, lúc đó là vô ở trong cổng chùa thầy cái là gom điện thoại hết không? Không có điện thoại, điện thiết, không có nói chuyện gì hết á. Vô đó là nhập vô giới thanh tịnh luôn, là tu luôn, không có cho nói chuyện gì, chứ ai chịu tu tu, hả, ai không tu get out. À, không, lúc đó thì khó hơn chút xíu, nhưng lúc này chỉ học pháp thôi thì thầy cũng đơn giản một chút cho quý vị là phương tiện một chút. À, còn mà lúc mà tu tập đó thì bắt buộc. À, và ngồi thiền thì cũng không nhiều, ngồi là khoảng 1 tiếng 15 phút thôi chứ thầy không cho ngồi nhiều. À, quý vị rồi tập từ từ, nhưng mà về nhà quý vị cũng tập ngồi 2 tiếng hoặc là lên 4 tiếng, nhưng mà không phải ngồi lâu mà ngồi an trú lâu. An trú lâu nó mới là đúng chứ không phải ngồi lâu. Vào cho ngồi 10 tiếng nữa không có ăn chú chút nào nhưng như không, mà có nghĩa là mình tập trung được cái hơi thở cái chân trước mũi mình á được 5 phút lên tới 10 phút, lên tới 1 2 3 tiếng hồ á, quý vị mới thấy cái ánh sáng nó sáng một cái một là quý vị thấy là khủng khiếp luôn. À, nếu chúng ta ăn chú được. À, quý vị. Và cái tâm an lạc đó nó lớn lắm. Mình cảm thấy là không có gì bằng cái sự an lạc của tĩnh lặng của nội tâm. Nó không phải là cái vui của thỏa mãn, nó không phải là vắng bóng của đau khổ là vui, mình nó không phải là vắng bóng của vui là đau khổ, nó không phải đó. Còn bình thường mình bây giờ là vắng bóng của đau khổ là vui, vắng bóng của vui là đau khổ, mình giờ là vậy đó. Nhưng an lạc nó ngoài hai cái đó ra, quý vị đừng có nghĩ an lạc là hạnh phúc. An lạc phải hạnh phúc. An lạc là không có bị cái gì vướng chân vướng tay. Quý vị ở nhà giữ 5-6 đứa bé, nó quậy quá trời quá đất. Bữa đó ai dẫn nó đi chơi ở nhà mình an lạc á. Thì đằng này cũng vậy đó, phiền não quậy mình quá trời quá đất, dục cũng quậy mình quá trời quá đất, cái gì nó quậy mình quá trời quá đất, tự nhiên vắng bóng hết, an lạc. Quý vị hình dung ra không? Nó không phải hạnh phúc của cái mà nghe tiếng đã ăn miếng ngon, không phải vậy. Không phải là vắng bóng của đau khổ là hạnh phúc, mà vắng bóng hạnh phúc là đau khổ. Bây giờ mình là vậy đó. Bây giờ ví dụ như rất là mỏi chân, đứng lên cái sướng gì đâu á, là vắng bóng của đau khổ là hạnh phúc đó. Nhưng mà để an lạc là không có cái gì nó ràng buộc, đơn giản thôi à. Vậy đó, ông Tài kết thúc vào buổi tối hôm nay. Bữa nay á thì không có câu hỏi, có nghĩa là chưa cho đặt câu hỏi, bữa sau nha. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe. Thank you for your listening. Goodbye. Trước khi mà chúng ta kết thúc thì xin quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.